Thời gian qua, các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đẩy mạnh việc bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động bằng việc mở những lớp đào tạo ngắn hạn để người lao động học tập, nâng cao kiến thức vận hành và làm chủ dây chuyền hiện đại. Các nhà máy cũng thường xuyên tổ chức thi nâng bậc cho đội ngũ người lao động, thợ kỹ thuật ở các phân xưởng, xí nghiệp. Từ đó, tay nghề của những người lính thợ ngày càng được nâng lên, từng bước làm chủ được những dây chuyền hiện đại, sản xuất ra nhiều sản phẩm khó, đòi hỏi độ phức tạp cao. Công tác tại nhà máy Z183 đã 13 năm, anh Hoàng Anh Quyết là một trong những chủ tịch công đoàn năng động, thường xuyên đi đầu trong mọi phong trào do nhà máy tổ chức. Mỗi phong trào cuộc thi không chỉ giúp anh trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm mà còn học hỏi được từ đồng chí, đồng đội những kinh nghiệm quý báu để nâng cao tay nghề cho bản thân. Ngoài cái việc học lý thuyết ra thì chúng tôi cũng học hỏi thêm rất nhiều các đồng chí mà thợ bậc cao và những đồng chí mà đã có thâm niên lâu năm để chúng tôi trau dồi thêm kiến thức cũng như là rèn luyện cái tay nghề để tay nghề ngày một được nâng lên để đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất của nhà máy. Ngoài việc tổ chức thi tay nghề cho người lao động, nhà máy Z183 thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho anh em theo hình thức tại chỗ kết hợp với đi học bên ngoài. Các cán bộ thợ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề cao, chịu trách nhiệm kèm cặp, giúp đỡ, hướng dẫn cho người mới vào nghề còn ít kinh nghiệm. Nhờ cách làm đó, trình độ tay nghề của cán bộ nhân viên trong các nhà máy càng nâng lên. Đối với các đồng chí có tay nghề mới được vào nhà máy thì là kinh nghiệm công tác chưa được nhiều thì chúng tôi cũng đã cử các đồng chí có tay nghề cao, có kinh nghiệm thực tiễn để hướng dẫn, đào tạo kèm cặp các đồng chí mới bước vào nghề để qua đó anh em nâng cao cái trình độ năng lực của mình. Hai là cũng giao những việc theo cấp độ phức tạp tăng dần để lúc đó là anh em có cơ hội rèn luyện bản thân mình nhiều hơn. Tỉ mỉ, cẩn thận trong từng thao tác. Những công việc gia công sản phẩm như thế này càng phải đòi hỏi những người thợ có độ chính xác cao. Bởi đây là khâu cuối cùng quyết định đến chất lượng của các sản phẩm. Thời gian qua, cùng với bồi dưỡng, bổ túc tay nghề, người lao động của nhà máy Z129 được bố trí sắp xếp lại theo đúng ngành nghề, lĩnh vực đào tạo. Do đó, phát huy tốt sở trường của mình. Chúng tôi quan tâm đến cái việc là một đào tạo, một người giỏi một nghề, nhưng mà một người cũng có thể là biết nhiều nghề để qua đó là sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi mà có nhiệm vụ cấp trên giao. Và hàng năm thì chúng tôi tổ chức là rèn luyện lý thuyết, rồi tổ chức thi thực rèn luyện thực hành để qua đó là đánh giá cái chất lượng của người lao động và từ đó là giao nhiệm vụ đúng để nâng cao cái năng suất lao động và hoàn thành cái nhiệm vụ. Trước các yêu cầu mới của ngành sản xuất công nghiệp quốc phòng, đòi hỏi những người lính thợ cần có tay nghề vững vàng để nghiên cứu sản xuất ra những sản phẩm mới. Việc thường xuyên bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lính thợ là một yếu tố cần thiết trong phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng hiện nay.